Rất vui được gặp em trong tiết học môn khoa học tự nhiên. Như vậy hôm nay chúng ta bước vào môn khoa học này với chủ đề gì và bài gì? Giới thiệu với các em, hôm nay chúng ta bước vào một chủ đề mới, đó là chủ đề số 2, các phép đo ở trang số 20 sách giáo khoa. Và bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là bài số 3, đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian. Vậy thì trong bài học này có những điều gì thú vị, các em hãy cùng thầy tìm hiểu các nội dung sau. Có những hiện tượng thường xuyên xảy ra xung quanh chúng ta, ví dụ mưa, nắng, chuyển động của các đoàn tàu, quá trình cất cánh của một chiếc máy bay. Nhưng hiện tượng này nhiều em cũng đã bắt gặp, nhiều em cũng đã từng thấy. Tuy nhiên, cảm giác của các em về những hiện tượng này như thế nào? Thì ví dụ, khi nói đến mưa, chắc chắn các em sẽ biết được, sẽ cảm nhận được cái ẩm ướt, cái lạnh. Khi nói đến nắng, các em cũng cảm giác được ngay, nó sẽ nóng, vân vân. Như vậy, cảm giác của con người về các hiện tượng xung quanh chúng ta có chính xác không? Có đúng không? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng bước vào bài học số 3. Đó là bài đo chiều dài, đo khối lượng và đo thời gian. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự cảm nhận hiện tượng của các giác quan cơ thể con người đối với các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên. Thầy lấy một trường hợp minh họa. Thầy có hai hình ảnh như sau. Các em quan sát trong 5 giây và cho biết vòng tròn màu đỏ ở bên trái hay bên phải sẽ lớn hơn. Chắc chắn các em sẽ nhìn và nói được ngay. Hình tròn màu đỏ bên phải lớn hơn hình tròn màu đỏ bên trái. Thầy cũng thấy như vậy. Tuy nhiên nếu như thầy bỏ bớt các hình tròn màu xanh thì sao ha? Ồ, thì bây giờ nó khác khác đúng không các em? Chúng ta sẽ so sánh thử xem hình tròn màu đỏ bên phải và hình tròn màu đỏ bên trái nó như thế nào. Ồ, nó bằng nhau các em ha. Vậy thì chúng ta đã cảm giác dùng bằng mắt về hai hiện tượng này nhưng mà nó lại sai đi, đúng nè. Các em hãy quan sát tiếp. Thầy có đường thẳng thứ nhất, đường thẳng thứ hai và đường thẳng số 3. Ba đường thẳng này có độ dài khác nhau. Em hãy sắp xếp thứ tự tăng dần về độ dài của ba đường thẳng này. Rồi, chắc chắn các em đã có suy nghĩ trong đầu. Chúng ta sẽ coi thử kết quả ra sao. Rất dễ dàng để các em có thể sắp xếp được tính tăng dần của độ dài trong ba cái đường thẳng. Như vậy, đường thẳng thứ nhất là đường thẳng ngắn ngắn nhất. Đường thẳng số 2 là đường thẳng dài nhất. Rất dễ dàng, đúng không nào? Có hình ảnh tiếp theo. Thì cũng có một hình thứ nhất, hình thứ hai và hình số 3. Bây giờ các em thử sắp xếp xem đường thẳng nằm ngang trong hình 1, hình 2, hình 3 theo thứ tự tăng dần. Thì các đường thẳng này, đường thẳng nào dài nhất, đường thẳng nào ngắn nhất? Được chưa nè? Rồi, chắc chắn các em có suy nghĩ của mình. Đúng nè, chúng ta qua thử kết quả. Bây giờ thì thầy sẽ bỏ bớt các cái rìa xung quanh để còn lại cái đường thẳng ở bên trong chúng ta xem như thế nào nhé. Đây, các đường thẳng này chúng bằng nhau các em ạ. Không có đường thẳng nào dài hơn đường thẳng nào cả. Vậy thì thông qua hai cái hình ảnh vừa rồi, hai hiện tượng vừa rồi,
các em đã thấy được cảm giác của chúng ta về những sự vật và những hiện tượng xung quanh hoàn toàn không chính xác, đúng nè. Thì ví dụ hai đường tròn màu đỏ, mặc dù chúng có kích thước bằng nhau, chúng ta lại thấy khi chúng ta bỏ vào những đường tròn màu xanh thì chúng ta có cảm giác hình bên phải, hình tròn bên phải lớn hơn đường tròn bên trái. Hoặc cũng đơn giản như ba đoạn thẳng ở trong hiện tượng này, chúng có kích thước bằng nhau nhưng chúng ta lại có cảm giác anh này dài, anh kia ngắn. Vậy thì cảm giác của chúng ta về những sự vật và hiện tượng xung quanh chúng ta không chính xác. Hay nói khác đi, giác quan có thể làm chúng ta cảm nhận sai các hiện tượng mà chúng ta đang quan sát xung quanh. Vậy thì có cách nào để làm cho các để cảm nhận hay là để nói lên cái tính chính xác của các hiện tượng, các sự việc mà chúng ta đang quan sát hay không? Có đó các em. Đó là chúng ta sẽ dùng các phương pháp, dùng những dụng cụ để chúng ta làm điều đó. Vậy thì cái dụng cụ đó là cái gì? Như vậy, vừa rồi chúng ta đã thấy ba cái đoạn thẳng này. Cảm giác của chúng ta về chúng hoàn toàn khác nhau. Vậy thì làm cách nào để xác định chính xác khoảng cách của ba đoạn thẳng này? Thì chúng ta có một cái biện pháp, đó chính là đo chiều dài của chúng. Vậy thì đo chiều dài của chúng, chúng ta còn những gì? Đó là chúng ta phải biết được đơn vị để đo chiều dài. Đơn vị đo chiều dài của chúng ta là gì? Thông thường, đơn vị đo chiều dài mà chúng ta thường dùng nhiều nhất đó chính là mét và được ký hiệu bằng chữ M. Ngoài đơn vị mét ra, chúng ta còn có một số đơn vị đo độ dài khác như km, dm, cm, mm, vân vân. Vậy thì cách đổi chúng như thế nào? Trong bảng trên đây thầy đã nêu ra cách đổi đơn vị từ km sang mét, từ dm sang mét, vân vân. Và các nội dung này chắc chắn các em đã được tìm hiểu ở các năm lớp dưới. Vậy thì để rút lại bài học ngày hôm nay, chúng ta cần biết rằng các giác quan có thể làm chúng ta cảm nhận sai về cái hiện tượng chúng ta đang quan sát. Và để nêu lên một cách đúng về cái hiện tượng chúng ta quan sát được thì chúng ta phải dùng các phép đo. Phép đo thứ nhất là đo chiều dài. Và đơn vị đo chiều dài đó chính là đơn vị mét, ký hiệu là chữ M. Thì ngoài ra chúng ta còn có những đơn vị khác. Tiết học hôm nay chúng ta đến đây là hết rồi. Các em nhớ về nhà ôn lại các cách đổi đơn vị đo độ dài. Chúng ta sẽ bước vào bài học này trong tiết tiếp theo của tuần sau. Trước khi bước vào thì các em nên nhớ chuẩn bị các nội dung như sau. Đó là dụng cụ nào mà dùng để đo độ dài. Thứ hai, các đơn vị nào được dùng để đo khối lượng. Hẹn gặp lại các em vào tiết khoa học tự nhiên tuần tới. Chào các em.